đứng một chân rồi. À, từ đùi mà bước lên đầu luôn hả? Thế bây giờ coi nó giữ không? Coi nó giữ rồi, muốn làm lại phải không? Rồi đây nè, xem rồi, đứng lên. Wait. I'm sitting on your chair. Okay. I'm sitting on your feet, Mom. Huh? I'm sitting on your feet. Từ từ, đứng đã. Rồi sao nữa? I have more. Rồi đó, con đứng ra đây. Đứng lên. Đứng đàng hoàng, không có giỡn, đứng đàng hoàng. Ok. Đu quạt. Không muốn làm gì? More. Count from 1 to 10. Count from 1 to 10, ok? Rồi đếm từ 1 tới 10 nha. Rồi đứng cân thăng bằng nha. Đếm 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 sao? Anh chưa đưa game này. Nữa à? Tối nào nó cũng đồ chơi cái này. Tối nào cũng đồ chơi cái này. Nó chơi biết cái con kiến cũng mệt luôn. Hai cái tay Ngọc mạnh mẽ mà Ngọc xách đồ được như vậy là nhờ giúp cho đó. Các bạn nhớ hồi nhỏ mà chồng Ngọc anh đang hay làm cho nó thăng bằng không? Nó thăng bằng cho tới giờ luôn. Giống mà cô chú thấy nó thăng bằng giống con của chú Quốc Cơ Quốc Nghiệp không? Nữa không? Làm nữa không? Dạ để. Đó, làm nữa kìa má. Rồi lại đây, lại đây làm mà nha. Lần cuối nha chứ tới tay mẹ mệt rồi đó. Lần cuối nha. Rồi, miraculous. Sun up the đó. Rồi giờ muốn làm gì? Giờ muốn chơi gì? Giờ đứng lên tay mẹ nha, đếm. Đứng lên đếm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ đứng lên cái đầu gối của mẹ nè. Rồi nghe mẹ bỏ tay ra nha, đếm thăng bằng đếm. 1, 2, 3, 4, 6. Đếm đứng thăng bằng. 6, 7, 8, 9, 10. Lớn lên, đếm lớn lên. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nữa vậy giờ muốn gì nữa? Rồi giờ bước bờ nha. Bây giờ đứng trên cái lòng bàn chân của mẹ nha. Đứng là lòng bàn chân của mẹ nè. Rồi đứng lên. Đếm. 1, 2, 3, 4. Con làm cái gì con giật dữ vậy? Nếu mà con đứng không thì được, còn con đứng không giật quá. Con giật quá à. Không có giật nha. Rồi đứng trên. Đừng con đứng mà con đừng có giật quá, là con đứng nhiều lắm á chứ con đứng con giật quá. Rồi bây giờ đứng lên lòng bằng chân của mẹ, đứng yên thẳng không có giật nghe chưa. Rồi đứng lên. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Rồi đứng không có lên tay nhanh đó. Rồi bây giờ đứng lên lòng bằng chân của mẹ nha. Ok. Đứng thẳng. Đứng thẳng lên. Rồi đếm. 1, 2, 3, 4, 6. Đứng đó mẹ. Mẹ nói con đừng có cài giật. Con cài giật là đứng không có lao. Con cái tay con quẩy gì rồi sao vậy? Tay đó dưới này người ta nặng rồi mà nó còn quẩy nó hơi mệt quá. Thôi đuối rồi. Ai da. Đuối rồi. Bye bye cô chú nha. Bye bye bố à. Có được đời nó không? Đó vậy đó. Coi chạy ra được không? That was delicious. I'm bubbly. Gì vậy trời? Ui giá. Nó cố gắng nó gượng nó nắm cái cổ Ngọc để nó ngồi dậy đó. Are you okay? Rồi được không? Rồi rồi giờ cô ngồi cố gắng ngồi dậy nha. Rồi bây giờ cố gắng ngồi dậy nè. Rồi mẹ chị bình tĩnh nè. Rồi ngồi dậy.
Ồ, ngủ hả? Ok, ngủ đi. Rồi mẹ nó không có là mẹ nắm chân là ngồi dậy nha. 1 2 3 dậy. Ngủ hả? Thôi ngủ đi. Con chơi cái gì con? Đây 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 đây, khoan khoan, để mẹ đẩy vô, để mẹ đẩy vô cho con nhảy nha. Trời ơi, nó mặc cái quần lam rồi trời. Ai mặc cái quần lam cho con hả? Ôi chào, ôi nhảy dữ rồi ta ơi, mạnh dữ rồi ta. Trời ơi, con có mặc cái quần lam kìa. Quần lam đứng rồi. Được không? À trời ơi trời. Wow, trời, nó chơi vậy đó. Nó chơi vậy đó. Có chịu đời thấu với nó không? Trời ơi, nó nhảy từ đằng sau lưng cái iPad nó nhảy xuống. Trời ơi, nó chơi nó thử thách khó khăn nữa đó. Chứ còn không chơi nhảy thường nữa cô chú ơi. Con ơi, từ từ con ơi. Con ơi. Trời đất ơi, đây trời ơi, con nhảy một cái là mẹ thoát. Hả? Hả? Là sao? Ở bao hoài? Ồ ồ. Mày biết rồi. Mà con kể cho cô chú nghe coi, hồi tối này con nằm mơ con thấy ba làm gì con? Ba làm gì con? Hố bậy xạo. À, sáng này con kể mẹ khác nha, giờ kể khác nha, đừng có xạo nha. Ba làm gì con? Ba bỏ cho con lên cái ghế ngồi hả? Rồi ba không có mặc đồ gì cho con hả? Mơ giấc mơ gì kỳ lạ vậy? Được không? Được không? Trời ơi đó, nó giờ nó nhẹ hấp. Gì ngứa nữa, giải sao mà ngứa nữa. Chu cho mặc cái bộ đồ rồi cô chú. Đó. Ai mà chơi mà mix giữa cái quần lam với lại cái áo nữa. Chơi phong cách chơi là không ai chơi lại luôn à. Ai đâu mà mặc áo thường, áo Elsa mặc chung với quần lam. Thời trang này là có một không hai đó nha. Trời ơi, con coi tóc ngắn đứng kìa. Đứng như bà già không? Trời ơi. Già, dễ sợ già thiệt chứ. Một tháng sau là nhìn thấy già hơn mà. Chỉ chương tháng nữa. Một ngày sau, sáng mai vậy là thấy già tiếp rồi. Hả chơi? Sáng mai vậy thấy già tiếp hả chơi? Đó, được không? Chơi uống dẻo cho mẹ coi coi. Vô lớp cô múa, cô múa, cô dạy múa làm sao? Cô dạy chơi múa làm sao? À, trời ơi, trời trời. Trời ơi, coi chơi ơi. Úi trời ơi. Quá dữ luôn. Ôi trời, đó múa đó, múa ba lê đó, múa ba lê hoàng quại đó. Đó, ba lê hoàng quại. Sao liếc tôi. Ôi trời, quá hoàng quại luôn, quá luôn. Ôi trời, dữ luôn, quá dữ. Hay ghê ta ơi. Cái gì vậy, ba lê gì đứng gãy đít gì kì vậy. Quá luôn, có gì á. Trời, con coi cái ninh trời đất ơi. Nó coi cái này, hèn chi nó đứng hồi nãy giờ không, nó nhảy. Nó không nhảy cũng uổng. Nó chơi có coi cái American Ninja Warrior của Junior luôn hả? Hèn chi hồi nãy giờ đứng nhảy. Tôi không biết nó nhảy vô cái vụ gì. Nó coi chương trình mấy đứa nhảy của Mỹ đây nè. Mấy đứa con nít đây nè. Trời ơi, mấy đứa con nít này nó nhảy vậy đó ha con. Con có muốn nhảy mấy cái đó không con? À hèn chi tôi nói, ủa sao làm gì bữa nay nó đứng nhảy dữ. Rồi nó bắt trước mấy đứa này nè, có được không? Wow, anh chị này mạnh dữ ta. Thôi mà đừng đừng nhảy cái đó quá con ơi, hư đầu gối đồ hết đó con. Mới không? Con đâu có lộn mèo cho mẹ coi coi, lộn mèo coi. Trời ơi. Cái đó gọi là giờ dục thân đó. Là mình quăng cái xác mình bay qua một chỗ khác. À cái này là bò nè, bò. À lấy chân à, đúng rồi. Xin lỗi. Quýnh cái đít con cái nè. Quýnh cái đít con gái nè. Chơi gì? Mà mua cái miếng này có lý nè. Ngồi miếng trên miếng này chơi sạch sẽ. Rồi mệt rồi. Nó mệt rồi đó cô chú. Mệt rồi. Giờ nó lăn qua nè. Trời. Có được đời không? Có được đời không? Ngứa gì làm gì ngứa dữ à? Hèn chi nó nhảy cà tưng. Nó coi cái Ninja Warrior. Trời ơi dữ chưa. Khóa luôn. Đứng đàng hoàng. Xe Lamborghini quá dữ luôn. Mùa hè này chạy Lamborghini là khắp sớm luôn. Đứng chéo chân luôn. Đơn giản đâu. Đứng là phải chéo chân. Rồi giờ đứng bành mà hai bành háng nè. Mới
chéo chân xem giờ mình án mà. Kéo quần lên tiếp ba. Trời ơi, con gái đứa nào đứng vậy không? Trời ơi. Đó, cô chú thấy nó dẻo chưa? Nó tự động nó học luôn á. Không ai dạy nó luôn cô chú ơi, nó tự động nó học luôn cô chú. Tự động nó luôn. Đó, thấy chưa? Đó, 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 đó làm giống mấy anh chị đó đó cô chú. Rồi nó ngứa, ừ, đứng ngứa, đứng gãi vậy. Ui trời 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 trời. Quá dữ luôn. Nó nhảy giống phim Hồng Kông quá ta. Đó, 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 đó. Bị quýnh nè. Nay già quá trời già. Cô chú nó ăn chay nay già quá. Ui. Miraculous son of the best. Oh, bây giờ chơi game cho cô chú coi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ phải chơi game. Bấm ra chơi game cho cô chú coi. Lẹ lên. Chơi game cho cô chú coi. Chơi game cho cô chú coi đi. Cô chú ở trên YouTube chưa bao giờ thấy chơi chơi game á. Chỉ có cô chú nào ở trên Facebook mới thấy chơi game thôi. Hả, cô chú ở kênh con chưa bao giờ thấy con chơi game á. Giờ con chơi game cho cô chú coi đi. Hay lắm á. Có chơi game không? Hả, có chơi game không? Không chơi thôi. Thôi bye bye anh chay đi cô chú ơi. Bye bye anh chay nha. Bye. Con nói bye bye cô chú. Bye bye cô chú làm sao? Rồi con nó đứng lên cái đùi của Ngọc nè mọi người. Trời ơi nó đứng vậy đó, đứng vậy mà nó đứng được á. Chú mày đừng dán. Ok, wait.